đoạn 4, Elipha người Thê-man đáp lời Gióp: Nếu chúng tôi nói với anh một vài lời, anh có phiền không? Nhưng ai có thể cầm mình không nói? Kìa, anh đã khuyên dạy nhiều người, anh làm cho cánh tay yếu đuối nên mạnh mẽ. Lời của anh đỡ người vấp ngã dậy, anh làm cho vững các đầu gối lỏng lẻo. Nhưng bây giờ anh mắc nạn, anh không chịu nổi, anh gặp khó khăn, anh lại kinh hoàng. Anh kính sợ Đức Chúa Trời, sao anh không vững lòng tin? Anh sống trọn vẹn, sao anh không nuôi hy vọng? Anh hãy suy xét lại, có người nào vô tội phải chết mất? Có nơi nào người ngay thẳng bị diệt vong? Theo như tôi thấy, người nào gây tội ác và gieo khổ đau thì gặt ngay điều họ gieo trồng. Hơi thở của Đức Chúa Trời khiến họ chết mất, cơn giận của Ngài khiến họ tiêu tan. Sư tử rống, thú dữ gầm cũng phải im bặt. Nanh của sư tử bị bẻ gãy. Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi, và đàn sư tử con tản lạc. Một sứ điệp đến với tôi cách huyền bí, tai tôi thoáng nghe tiếng thì thầm, khi tư tưởng lộn xộn vì ác mộng ban đêm, khi loài người say sưa trong giấc ngủ mê man. Sự kinh hãi xâm nhập tôi khiến tôi rùng mình, toàn thân tôi run lên vì sợ. Một hơi gió lướt ngang qua mặt tôi, khiến cho lông trên người tôi dựng đứng lên. Có một hình dạng dừng lại, tôi nhận không ra. Một dáng người lộ ra trước mắt tôi. Giữa cảnh im lặng, tôi nghe một giọng nói: Trước mặt Đức Chúa Trời, có người phàm nào công chính không? Trước mặt Đấng Tạo Hóa, có người nào tinh sạch không? Ngay cả các tôi tớ Ngài, Ngài còn không tin cậy. Các thiên sứ Ngài, Ngài còn buộc lỗi. Huống chi những kẻ vốn ở chòi đất sét, dựng trên nền đất bụi, có thể bị chà đạp như bị mối mọt. Một sớm một chiều, họ có thể bị nghiền nát, chết mất đời đời mà không ai biết tới. Nếu dây lều của họ bị nhổ tháo đi, họ có thể chết mà chẳng hề học được khôn ngoan.